nay cũng đã thu hoạch gần xong trong niềm vui trúng mùa và được giá. Và hiện nay thì một số bà con mình cũng đang cập rập chuẩn bị cho vụ hè thu sắp tới đây. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng chia sẻ cái niềm vui đó, cũng như là lắng nghe những cái nỗi lo, những nỗi băn khoăn của bà con mình trong cái vụ hè thu sắp tới. Và mời bà con theo dõi đoạn phóng sự ngay sau đây. Trúng mùa được giá là niềm vui chung của các nhà nông trồng lúa vụ đông xuân vừa qua. Trung bình mỗi công tầm lớn, nhà nông thu hoạch trên 1,2 tấn lúa với giá bán trên dưới 6.500 đồng một ký lúa tươi. Sau khi trừ chi phí, bà con thu lợi nhuận hơn 50 triệu đồng trên 1 hecta. Trên vụ đông xuân vừa rồi thì tình hình năng suất thì nó rất là cũng đạt yêu cầu. Thì nếu mà năng suất trung bình đó thì khoảng được khoảng 1 tấn. Có người thì tấn mốt. Còn giá bán thì năm nay cũng thấy cũng cao. Nông dân cũng phấn khởi trong cái chuyện canh tác vụ đông xuân dữ lắm. Và cũng hướng tới cái vụ hè thu. Vụ đông xuân rồi nói chung thì cũng được mùa được giá, thì lúa thì cũng đạt năng suất cao nhưng mà bán thì cũng có giá. Thì cũng nông dân ở đây cũng phấn khởi, cũng mừng. Đi thu rồi có xạ giống là ST24 á, mặn công cũng được tấn mốt mốt năm chục trên công tầm lớn. Thì tầm khoảng chừng cỡ 3 năm rồi là mới được đông xuân năm nay, năm 2020 và 2021 này chúng. Theo tính ra năm nay nữa là mặn khoảng 10 mấy năm rồi, nhưng mà chỉ có mới có được năm nay là mặn với cái năng suất là tính ra nó đạt, nói chung là cũng trung bình, chứ cái giá lúa thì nói chung là cái năng suất nó cũng không cao mấy. Nhưng mà nó nhờ con cái vì có giá. Mặn lúa thì tính ra công khoảng 1 tấn mốt 50, bây giờ mặn BST bán thì giá cũng 3,7-1, thì tính ra nếu mà một công á là khoảng 8 triệu, là nếu mà so ra cái lợi nhuận chi phí rồi hết trơn tất cả luôn chắc nằm khoảng 1,5 triệu, là tính ra của mình còn lợi nhuận khoảng 6,5 triệu. Tiếp nối thành công vụ đông xuân, bà con cập rập tiến hành gieo xạ vụ hè thu 2021 với niềm tin sẽ tiếp tục có được vụ mùa bội thu. Nếu như lạnh là điểm nhấn về thời tiết vụ đông xuân, thì nắng nóng, hạn mặn và mưa đến muộn chính là những vấn đề chi phối toàn bộ khâu canh tác của vụ hè thu này. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng sẽ kéo dài gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây lúa. Bên cạnh đó, giá cả thị trường đang bất lợi cho nhà nông. Giá phân tăng mạnh chính là nỗi lo của bà con trong vụ mùa mới. Thưa bà con, bên cạnh niềm vui trúng mùa thì đâu đó vẫn tồn tại những mối quan tâm trong vụ mùa mới được dự báo là khá là khắc nghiệt. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm sự của bà con mình trước thềm hè thu 2021 nhé. Sắp tới vụ hè thu thì những cái thời tiết bất lợi như là nắng nóng nè, rồi mình xả xuống thì bón phân thì không biết là lúa nó có ăn được nhiều hay không, và giá phân thì hiện nay thì nó rất là cao, cho nên thì nông dân của tôi anh cũng cần một cái giải pháp để cho bón phân cho cây lúa mình nó được hấp thu được dinh dưỡng và hạn chế được cái phân bón trong cái vụ hè thu này. Thì kế tiếp là vụ hè thu này thì lo lắng điều nhất là sợ nắng nóng. Thì năm nay thấy mới bước vào đầu tháng 3, tháng 4 mà nắng nóng dữ quá, sợ rễ phân thoát hơi này kia rồi xong người dịch là như là bị nhện vé rồi nó sẽ tấn công mạnh hơn là các mọi năm, nay thấy nắng nóng dữ luôn. Thì mong muốn sao để có giải pháp gì đó để mình rải vô cho phân nó ít thất thoát hơn, như là nó lúa nó hấp thu được tốt hơn. Cái mà quan tâm nhất là cái nắng nóng, cái thứ nhất là nắng nóng, rồi cái thứ hai là thường thường là nó bị phèn nhôm nó bị vàng cam trên cái cây lúa. Lúc mà trà lúa khoảng 30 ngày rồi là thấy nhiều, mỗi năm là năm nào cả chừng 3-4 năm năm nay, nói chung lúc nào tới 30-35 ngày nó cũng lúa cũng vẫn vàng. Những mối quan tâm của bà con nông dân đã đặt ra nhiệm vụ cho những người đam mê nông nghiệp như chúng tôi phải tìm tòi, học hỏi và sáng tạo ra những giải pháp bón phân, cũng như ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp bà con canh tác thích ứng với bối cảnh biến đổi khí hậu. Một số thông tin sau đây sẽ giúp cho bà con có nhiều động lực hơn trong canh tác sắp tới. Kính thưa bà con, thì trong thời gian này chúng ta đi đến đâu cũng thấy được nụ cười rạng rỡ của bà con, vì bà con cắt lúa đông xuân được trúng mùa, được giá. Và hiện tại thì bà con chúng ta đang rất háo hức để chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Và vụ hè thu 2021 được dự báo có nhiều điểm bất lợi về mặt thời tiết, nắng nóng và mưa đến trễ, cũng như về mặt giá cả thị trường thì giá phân nó đang có xu hướng tăng cao.
và bà con mình cũng rất là e ngại mình phải rải phân nhiều, làm đội chi phí trong vụ hè thu. Luôn hiểu được tâm lý của bà con thì ban biên tập kênh nông nghiệp kết nối đã chuẩn bị những giải pháp giúp bà con mình sử dụng hiệu quả phân bón trong vụ hè thu, cũng như là những hướng ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng thế hệ thứ 6 Racinolite vào trong sản xuất lúa. Hy vọng thì những đoạn phóng sự sắp tới sẽ được bà con đón nhận và ứng dụng vào đồng ruộng nhà mình để chúng ta có được một vụ mùa thuận lợi trong nhiều bối cảnh bất lợi. Chuỗi phóng sự những giải pháp ứng dụng tiến bộ mới trong canh tác lúa sắp tới, hy vọng sẽ giúp cho bà con nông dân có được nhiều thông tin mới để ứng dụng vào ruộng lúa nhà mình. Hãy đón xem những đoạn phóng sự hữu ích của kênh Nông nghiệp Kết nối nhé. Xin kính chúc bà con xuống giống thành công vụ hè thu. Bà con thân mến, một lần nữa thì Tú Liên xin chia sẻ niềm vui trúng mùa được giá với bà con mình trong vụ đông xuân vừa rồi. Và chắc chắn rằng trong vụ hè thu sắp tới đây thì ban biên tập kênh Nông nghiệp Kết nối vẫn sẽ đồng hành với bà con mình trong quá trình sản xuất. Và cuối chương trình thì Tú Liên xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong chương trình.